Thời báo xin mến chào quý khán giả đến với chuyên mục tin tức tổng hợp trong tuần ở Canada và tin vắn vào ngày 22 tháng 12 năm 2021 do Thời báo Newspaper thực hiện, tờ báo lớn nhất trong cộng đồng người Việt ở Canada. Chương trình tin tức được phát sóng hàng tuần trên kênh YouTube Thời báo Media, cập nhật những tin tức nhanh và uy tín nhất ở Canada và tình hình trên thế giới. Để bắt đầu tin tức ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh và nhấn nút chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức đặc biệt và nổi bật ở Canada và trên thế giới. Sau đây, kính mời quý vị đón xem một số tin tức nổi bật vào ngày hôm nay. Tin Canada. Các biện pháp có thể thay đổi, gây rủi ro cho du lịch ngoại quốc. Y tế công cộng Canada khuyên giảm tiếp xúc và dùng mặt nạ tốt nhất có thể. Tỉnh bang BC cho đóng cửa các quán rượu, phòng tập thể dục vì số người nhiễm COVID gia tăng. Cư dân Ontario ao ạt đi chủng ngừa COVID mũi bổ sung. Có người rao bán bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 với giá hàng trăm đô la. Thảm cảnh thời đại dịch, số người bị hư răng gia tăng. Đừng quên bỏ tiền vào chương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA cho năm 2022. Tin vắn. Người Mỹ đầu tiên chết vì biến thể Omicron, chưa chủng ngừa và có bệnh nền. Một người Việt chết đuối trong nhóm người di dân bất hợp pháp tại eo biển Maine. Các biện pháp có thể thay đổi gây rủi ro cho du lịch ngoại quốc. Tổng trưởng Giao thông Canada cho biết có rủi ro cao là các quốc gia có thể thay đổi các quy định y tế ở biên giới của họ khi biến thể Omicron của COVID-19 lan rộng, khiến những người Canada chọn đi du lịch bị mắc kẹt ở nước ngoài. Trong một cuộc phỏng vấn với Mercedes Stephenson của chương trình The West Block, Tổng trưởng Giao thông Vận tải Omar Ogrambra nói rằng rủi ro là một yếu tố khiến chính phủ quyết định đưa ra lời khuyên chống lại các chuyến du lịch không thiết yếu. Ông cho biết, khuyến nghị đó không chỉ để bảo vệ người Canada chống lại biến thể này, mà còn để tránh phiền phức từ bất kỳ sự thay đổi đột ngột nào của các biện pháp biên giới ở Canada hoặc trên khắp thế giới. Ông nói, chúng tôi không muốn thấy bất kỳ người Canada nào gặp trở ngại hoặc phải đối phó với bất kỳ triệu chứng nào ở nước ngoài. Ông nói, có nhiều nguy cơ các quốc gia khác có thể thay đổi các biện pháp biên giới của chính họ. Các biện pháp du lịch đang nhanh chóng thay đổi khi sự lan truyền của Omicron gia tăng trên toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, biến thể này đã được phát giác ở 89 quốc gia và các trường hợp mắc bệnh tăng gấp đôi sau 1 ngày rưỡi đến 3 ngày. Ông cũng cho biết rằng, chính phủ sẽ không ngần ngại áp dụng thêm các biện pháp chẳng hạn như là cách ly bắt buộc khi trở lại Canada nếu cần thiết. Nếu chúng tôi cần thêm một lớp bảo vệ khác vì đó là lời khuyên mà chúng tôi nhận được, chúng tôi sẽ không ngần ngại làm như vậy, ông nói thêm. Khi được hỏi tại sao các biện pháp biên giới là cần thiết nếu Omicron đã có mặt ở Canada, ông cũng cho biết tốt nhất là người Canada nên giảm thiểu các tương tác càng nhiều càng tốt, kể cả các quốc gia khác có thể không có hệ thống y tế công cộng mạnh mẽ. Ông nói, đó chỉ là vấn đề có thể xảy ra, là vấn đề đề phòng, là vấn đề thận trọng. Y tế công cộng Canada khuyên giảm tiếp xúc và dùng mặt nạ tốt nhất có thể. Giám đốc Y tế công cộng Canada cho biết, đây sẽ không phải là kỳ nghỉ lễ mà người Canada mong đợi, đồng thời cảnh báo mọi người rằng nếu họ không giảm tiếp xúc trong vài tuần tới, các bệnh viện của đất nước sẽ bị quá tải. Bác sĩ Theresa Tam nói với Andrew Jane của The National vào tối thứ Hai ngày 20 tháng 12 rằng bây giờ không phải là lúc để tụ tập đông người. Bà nói rằng ngay cả khi Omicron nhẹ hơn các biến chủng trước đó, nó lây lan quá nhanh, ngay cả một tỷ lệ nhỏ, người vào bệnh viện cũng sẽ áp đảo hệ thống bệnh viện, trong khi một số tỉnh bang đã giảm sức chứa cho các không gian bên trong. Bà tin rằng có thể cần thêm nhiều hạn chế hơn nữa. Trong những ngày đầu, Omicron dường như đã ảnh hưởng đến hầu hết những người trẻ tuổi. Nhưng bà nói, khi nó lan rộng, nó sẽ nhắm đến ngày càng nhiều nhân viên và nơi làm việc. Vì vậy, điều quan trọng là nơi làm việc phải cung cấp cho nhân viên của họ sự bảo vệ hiệu quả nhất có thể. Bà cũng nói thêm, đó là những chiếc mặt nạ tốt nhất có thể.
hãy bảo đảm hệ thống thông gió được cải thiện ở những nơi làm việc và bảo đảm họ được tiếp cận với vaccine. Cuối cùng, bà cho biết đã đến lúc loại bỏ mặt nạ bằng vải. Chúng sẽ không bảo vệ bạn chống lại Omicron. Bà cho biết bà không thể có một chiếc mặt nạ vải một lớp, khẩu trang y tế tốt hơn trong việc lọc virus. Nhưng ngay cả loại giải phẫu ba lớp có thể là không đủ. Bà nói thêm rằng loại mặt nạ N95 là phù hợp hơn cho mọi người. Bà cũng nhắc lại một lần nữa rằng đại dịch nào rồi cũng sẽ kết thúc và đại dịch này cũng vậy. Nhưng bà cho biết sẽ mất ít nhất nhiều tháng nữa và việc giúp các quốc gia khác tiêm vaccine cũng như kiểm soát sự lây lan của các ca nhiễm sẽ là chìa khóa để đạt được thời điểm đó. Tỉnh bang BC cho đóng cửa các quán rượu phòng tập thể dục vì số người nhiễm COVID gia tăng. Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ Ba ngày 21 tháng 12, ông Ambriandis, Bộ trưởng Y tế tỉnh bang BC đã tuyên bố là chính quyền tỉnh bang BC sẽ đưa thêm những giới hạn nhằm ngăn ngừa sự lan truyền của loài COVID, nhất là loài biến thể Omicron. Bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 cho đến ngày 18 tháng 1 năm 2022, chính quyền tỉnh bang BC sẽ cho đóng cửa những phòng tập thể dục, những quán rượu, những hộp đêm cũng như cấm không cho tư nhân mở những tiệc tại gia ăn mừng Giáng sinh. Ông Bộ trưởng Y tế tỉnh bang BC nói là những giới hạn mới sẽ giúp làm giảm số bệnh nhân bị COVID và phải vào nằm ở các bệnh viện trong tỉnh bang vào những ngày lễ sắp đến. Các nhà hàng, các quán cà phê vẫn được mở nhưng giới hạn 6 người một bàn và khách hàng ai ngồi đâu phải ngồi yên đó, không được chạy qua chạy lại. Chính quyền tỉnh bang cũng giới hạn số người được vào bằng 50% sức chứa của các rạp cine, các sự kiện thể thao, văn nghệ trong tỉnh bang. Hiện nay, trung bình một ngày có trên 800 cư dân trong tỉnh bang BC đã bị nhiễm COVID. Cư dân Ontario ào ạt đi chủng ngừa COVID mũi bổ sung. Ngay trong sáng thứ Hai ngày 20 tháng 12, khi chính quyền tỉnh bang Ontario nới rộng hạn tuổi được chủng ngừa COVID mũi bổ sung xuống mức từ 18 tuổi trở lên, thì hàng hàng lớp lớp cư dân trong tỉnh bang xếp hàng xin chủng ngừa tại các y viện lưu động, trong khi hàng ngàn người khác vào ghi danh xin chủng ngừa trên mạng Internet. Nhiều người ghi danh trên mạng thấy là họ phải chờ cả 2 tháng nữa mới đến phiên, cho nên đã xếp hàng cả tiếng đồng hồ trong một ngày trời đông tháng giá để được chủng ngừa sớm hơn. Cũng trong thứ Hai thì thị trưởng thành phố Toronto, ông John Tory cho biết là chính quyền thành phố gia tăng những nỗ lực chủng ngừa COVID cho cư dân, nhất là xúc tiến nhanh trong việc chủng ngừa mũi bổ sung. Và riêng trong ngày thứ Hai, số người ghi danh chủng ngừa mũi bổ sung đã lên đến 84.000 người. Có người rao bán bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 với giá hàng trăm đô la. Khi các ca nhiễm COVID-19 ở Ontario tiếp tục tăng cao và mọi người chuẩn bị tụ họp trong những ngày nghỉ lễ, nhu cầu xét nghiệm để phát giác COVID-19 chưa bao giờ cao hơn. Hiện đã có người rao bán các bộ xét nghiệm nhanh với giá hàng trăm đô trên mạng. Trên các trang web, quảng cáo rao vặt như là Kijiji, có người bán bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 với giá từ 90 đô la cho đến 350 đô la. Trên TikTok, cũng có một bài đăng cho thấy một người đã bán bộ xét nghiệm BTNX COVID-19 cùng hiệu bộ xét nghiệm được tỉnh bang phân phối miễn phí với chú thích vừa kiếm được 200 đô la. Nhu cầu xét nghiệm COVID-19 nhanh chóng tăng vọt vào tuần trước sau khi mà mọi người đổ xô đến tiệm LCBO để nhận bộ xét nghiệm miễn phí. Ít nhất 100 tiệm rượu LCBO trên toàn tỉnh bang đã tham gia vào chương trình thử nghiệm chớp nhoáng trong kỳ nghỉ của chính phủ vào sáng thứ Sáu và phân phát miễn phí các bộ xét nghiệm nhanh cho người dân. Đến tối thứ Sáu, LCBO thông báo rằng họ đã hết hàng. Ontario đã phân phát hơn 45 triệu bộ xét nghiệm nhanh miễn phí cho các nơi làm việc, bệnh viện và các nơi tụ tập khác, trong đó 11 triệu bộ xét nghiệm nhanh cho học sinh trường công trước kỳ nghỉ đông. Xét nghiệm nhanh có lợi ở chỗ trong thời gian ngắn có thể phát giác kết quả dương tính ở một người có triệu chứng. Trong vòng 20 phút, người được xét nghiệm có thể nhận được kết quả, tự cô lập ngay nếu dương tính, sau đó đi xét nghiệm PCR để có hướng dẫn theo khuyến cáo của tỉnh bang. Mọi người có thể đặt hẹn xét nghiệm nhanh để đi lại hoặc nếu thấy mình có triệu chứng COVID tại các hiệu thuốc ở Ontario với phí từ 30 đô la đến 40 đô la. Cũng có thể làm xét nghiệm PCR miễn phí,
Tuy nhiên, thời gian có kết quả có thể kéo dài đến 4 ngày. Thảm cảnh thời đại dịch, số người bị hư răng gia tăng. Căng thẳng tâm thần và lo lắng của nhiều người trong thời đại dịch đã có chứng cớ trong miệng của nhiều người. Theo những tin tức loan báo vào hôm thứ Hai ngày 20 tháng 12, thì các bản tường trình của những nha sĩ ở Canada cho thấy là trong vòng 20 tháng qua trong thời đại dịch, số người bị hư răng đã gia tăng cao. Theo nha sĩ Bruce Ward ở thành phố Vancouver, thì ông ta nhận thấy số bệnh nhân của ông bị hư răng gia tăng. Cũng theo nha sĩ thì rất nhiều người trong thời đại dịch vì lo lắng đến công ăn việc làm, lo lắng về sức khỏe đã khiến họ khi ngủ nghiến răng nghiến lợi và làm hư hại răng. Cũng có nhiều người vì đại dịch không đến cho nha sĩ kiểm tra răng định kỳ và khi có triệu chứng đau răng thì mới đến thì đã quá trễ. Các nha sĩ khuyến cáo là nên đeo mouthpiece khi mà ngủ để mà tránh hư răng khi mình ngủ mớ và nghiến răng. Tuy nhiên, đeo cái bộ phận bảo vệ răng này cũng không thích hợp cho nhiều người vì họ không ngủ được. Theo bản thống kê của Hiệp hội những nha sĩ Hoa Kỳ, thì trong năm 2020, 70% các nha sĩ trong Hiệp hội đã báo cáo là số bệnh nhân của họ bị hư răng vì đêm nằm ngủ nghiến răng gia tăng. Một bản tường trình khác của trường đại học McGill ở thành phố Montreal thì nếu người ta giữ răng tốt thì sẽ làm giảm bớt nguy cơ chết vì COVID. Đừng quên bỏ tiền vào trường mục tiết kiệm miễn thuế TFSA cho năm 2022. Theo những công bố của Sở Thuế Canada CRA vừa phổ biến thì số tiền mà những thường trú nhân Canada được bỏ vào trường mục tiết kiệm miễn thuế TFSA cho năm 2022 là 6.000 đô la. Số tiền tối đa hàng năm mà người ta có quyền bỏ vào trường mục TFSA thay đổi và được Sở Thuế Liên bang công bố hàng năm. Chương mục TFSA đã được thành lập từ năm 2009 cho đến nay và đối với những người chưa bao giờ bỏ tiền vào chương mục này từ trước đến nay thì trong năm 2022 họ có thể bỏ vào 75.000 đô la. Các chuyên gia đầu tư đã khuyến khích cư dân Canada bỏ tiền vào chương mục TFSA vì đây là một cách để dành tiền tránh phải đóng thuế hữu hiệu nhất. Số tiền bỏ vào chương mục tiết kiệm TFSA sẽ không tùy thuộc vào lợi tức như trường hợp quỹ hưu RRSP. Ai cũng có quyền bỏ vào một số tiền mà Sở Thuế Canada đã ấn định hàng năm. Tiền lời sinh ra trong chương mục TFSA không phải khai thuế lợi tức. Người ta có thể lấy ra bất cứ lúc nào như trường hợp cần tiền để làm tiền đặt cọc mua nhà. Khi đến 70 tuổi, người ta cũng không bắt buộc phải lấy tiền ra như trường hợp quỹ hưu RRSP. Theo các thống kê thì hiện có khoảng 15 triệu cư dân Canada có chương mục TFSA và số tiền bỏ trong chương mục này tổng cộng đã lên đến 350 tỷ đô la. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin kính mời quý vị khán giả cùng đón xem một số tin vắn nổi bật trong tuần. Người Mỹ đầu tiên chết vì biến thể Omicron chưa chủng ngừa và có bệnh nền. Theo tin tức loan báo vào ngày thứ Ba 21 tháng 12, một người đàn ông Mỹ vừa chết vì nhiễm COVID biến thể Omicron tại quận Harris, tiểu bang Texas. Bệnh nhân này là người Mỹ đầu tiên chết vì biến thể Omicron. Theo những thông báo của cơ quan y tế quận Harris, thì bệnh nhân là người ở trong lứa tuổi từ 50 tuổi lên đến 60 tuổi và là người có bệnh nền, tức là những bệnh mãn tính và ông ta cũng chưa chủng ngừa COVID. Nhân dịp này, các giới chức y tế quận Harris đã kêu gọi cư dân trong quận, những ai chưa chủng ngừa COVID thì hãy mau mau đi chủng ngừa, vì loại biến thể Omicron là một loại biến thể hay lây nhất và có thể gây tử vong cho những người chưa chủng ngừa. Một người Việt chết đuối trong nhóm người di dân bất hợp pháp tại eo biển Manch. Theo những tin tức loan báo vào ngày Chủ nhật 19 tháng 12, một trong số những người di dân bất hợp pháp tìm cách nhập vào nước Anh qua eo biển Manch trong tháng 11 trước là một người Việt. Những di dân bất hợp pháp đến các nước như Pháp, Đức ở Âu Châu và sau đó họ tìm cách lẻn vào nước Anh vì cuộc sống ở nước Anh dễ thở hơn, người ta có thể kiếm được công ăn việc làm hơn so với các quốc gia khác như Pháp, Đức. Trong tháng 11 vừa qua, có một chiếc thuyền chở những di dân bất hợp pháp từ Pháp qua eo biển Manch để vào nước Anh và có 27 di dân chết đuối. Những tin tức công bố vào ngày 19 tháng 12 vừa qua cho biết là trong số 27 di dân bất hợp pháp này có một người Việt là ông Lê Văn Hầu ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Theo lời bà Nguyễn Thị Phương Thảo, vợ của ông Hậu, thì gia đình bà đã vay mượn số tiền 300 triệu đồng, khoảng 13.000 Mỹ Kim, để trả chi phí cho ông Hậu đi làm việc ở Ba Lan. Trên danh nghĩa là đi làm thuê ở Ba Lan, nhưng khi tới xứ này, ông Hậu cũng như một số nhân công việc đã trốn qua Pháp và rồi được chở bằng thuyền đến nước Anh. Bà Thảo cho biết, ngoài số nợ 300 triệu đồng, gia đình bà không còn tiền để lo liệu đem hài cốt ông Hậu về Việt Nam chôn cất. Thưa quý khán giả, tin tức vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức tổng hợp trong tuần ngày hôm nay của Thời báo Media. Nếu quý vị yêu thích chương trình của chúng tôi, đừng quên nhấn nút yêu thích, chia sẻ video của chúng tôi cũng như để lại bình luận bên dưới. Thời báo chúc cho quý vị có những ngày đông ấm áp và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tổng hợp tiếp theo của chúng tôi trên kênh YouTube Thời báo Media.